Thưa quý vị và các bạn, xác định công tác cứu hộ, cứu nạn là chiến đấu trong thời bình. Chính vì vậy, trong suốt thời gian từ khi bão số 3 xuất hiện hoành hành đến nay, lực lượng vũ trang tỉnh không quản ngại khó khăn gian khổ, ngày đêm bám trụ ứng phó với thiên tai, hỗ trợ bảo đảm an toàn cho người dân và khắc phục hậu quả sau bão, ghi nhận của phóng viên thời sự. Hôm nay mặc dù nước lũ đã rút bớt, nhưng hàng trăm cán bộ chiến sĩ của Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Hưng Yên vẫn tiếp tục có mặt tại các xã, phường bị ngập lụt do nước sông Hồng dâng cao để hỗ trợ cấp phát cơm cùng những nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống của người dân, đồng thời sẵn sàng ứng phó khi cần, đảm bảo mọi người dân trong vùng bị cô lập được an toàn. Khi cơn bão đổ bộ vào, huy động hàng nghìn lực lượng thường trực, dân quân tự vệ bảo đảm cho nhân dân các cái vùng bị lũ lụt, đặc biệt là các cái xã ven sông sơ tán cho người dân ra khỏi vùng lũ lụt. Các anh ở trong quân đội xuống chợ gọi là thức ăn và đồ uống cho gia đình em. Mẹ em thì mắt không nhìn thấy gì rồi. Em xin cảm ơn tất cả các anh. Trong suốt những ngày gió bão hoành hành, kể cả trong những lúc gió giật to nhất, không kể ngày hay đêm, vẫn thấy hình ảnh các cán bộ chiến sĩ có mặt trên đường tại các điểm có sự cố ách tắc giao thông do cây, cột điện đổ hay các điểm ách tắc dòng chảy. Sau khi nước sông dâng gây ngập úng, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ, hàng trăm phương tiện các loại tiếp tục là lực lượng nòng cốt trong công tác di dời người dân đến nơi tránh trú an toàn, hỗ trợ vận chuyển tài sản, vật nuôi, cây cảnh có giá trị cao ra khỏi khu vực ngập lụt nguy hiểm, đồng thời trực tiếp tham gia ứng phó, xử lý tại các sự cố xảy ra trên các tuyến đê, bờ bao, bờ vùng. Sử dụng gần 1.000 cán bộ chiến sĩ của lực lượng thường trực và huy động hơn 5.000 dân quân tự vệ ở các địa phương, 50 phương tiện, ô tô, tàu, xuồng và 3.000 áo phao cũng như phao cứu sinh để tổ chức di dời nhân dân ra khỏi cái vùng ngập úng và xác định sau khi nước rút thì sẽ phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương khắc phục những hậu quả như tổng dọn vệ sinh rồi giúp nhân dân ổn định cuộc sống sau mưa lũ. Anh em bộ đội là đưa chúng tôi sang đây rất là nhiệt tình. Những ông bà già mà không đi được, các anh ấy có thể cõng lên thuyền lên phà. Cảm ơn thực sự đức quân đội. Có thể khẳng định rằng dù là thiên tai, địch họa hay chống giặc ngoại xâm, thì hình ảnh người chiến sĩ khi ra trận vẫn luôn in đậm trong lòng mỗi người dân, xứng đáng với danh hiệu anh bộ đội Cụ Hồ.